Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio, kênh chuyên bán phối ghép và test các thiết bị âm thanh vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ châu Âu, cặp loa của hãng Tannoy và model của nó là R2. Đây là một cặp loa sản xuất riêng cho thị trường châu Âu. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cặp loa Tannoy R2 mà Việt Vinh đang giới thiệu. Cặp loa này nó sở hữu hai bát 14 và một chép đôi. Gân của nó là gân cao su anh em ạ. Loa này có vỏ màu nâu và nó có hình thức cũ theo thời gian. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua phần mặt sau của cặp loa này. Số seri của nó là 2429 R2 và make in của nó là make in Europe, tức là sản xuất tại thị trường châu Âu. Và đây là số seri của nó là 2430, tức là đây là một cặp loa seri liền kề với nhau. Cặp loa này thì anh em có thể đánh cầu BY. Chúng ta đánh cầu BY thì chúng ta bỏ cái cầu này ra và chúng ta đánh dải trên và dải dưới. Cặp loa này nó có chiều cao là 92 cm và chiều sâu của cặp loa Tannoy R2 này là 26 cm tính đến mặt ê căng. Và chiều ngang của nó là 17,5 cm. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm tuyệt vời của cặp loa Tannoy R2 mà Việt Vinh đang giới thiệu. Và hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cặp loa Tannoy R2 này với cả chiếc âm ly Harman Kardon 230E. Và bây giờ xin mời tất cả anh em chúng ta đeo tai nghe và chúng ta lắng nghe giai điệu ngọt ngào của cặp loa Tannoy R2 này. Thank you.
anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa Tannoy R2. Chất âm rất là tuyệt vời, dài trầm xuống rất là sâu. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt, 6.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Thân ái chào tạm biệt.